Như chúng ta đã biết, IUI là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản, được tiến hành bằng cách chọn lọc tinh trùng khỏe nhất của người chồng, sau đó bơm vào buồng tử cung của người vợ ở thời điểm rụng trứng. Để có thể tăng cao khả năng thụ thai, bạn nên kiêng những vấn đề sau đây. 1. Nghỉ ngơi. Sau khi tinh trùng được bơm vào tử cung, bạn nằm nghỉ một thời gian và có thể xuất viện. Sau đó, điều đầu tiên bạn cần được thực hiện là nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài ngày để tránh sự khó chịu. Đồng thời, cần hạn chế đi du lịch hoặc làm bất kỳ công việc nào nặng nhọc. 2. Tránh tiếp xúc với bức xạ có hại. Bên cạnh đó, sau khi làm IUI, chị em nên hạn chế việc tiếp xúc với các bức xạ có hại bằng mọi giá, vì chúng có thể làm giảm khả năng mang thai. 3. Không hút thuốc hoặc uống rượu. Hút thuốc, uống rượu hoặc lạm dụng thuốc chắc chắn sẽ gây ra các biến chứng về khả năng sinh sản và thụ thai. Do đó, chị em cần loại bỏ hoàn toàn thuốc lá và rượu bia khi thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. 4. Chế độ ăn uống. Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ sau khi bơm tinh trùng vô cùng quan trọng. Để quá trình thụ thai được tốt nhất, chị em cần lưu ý. Không ăn thức ăn cay, nóng, dễ bị táo bón từ đó, mà có thể gây tuột thai trong giai đoạn đầu của thụ tinh nhân tạo. Tránh uống nước dừa tươi để phòng nhiễm lạnh cơ thể, tránh đu đủ, rau má, rau ngót, những thực phẩm kích thích co bóp tử cung. Không ăn những chất quá chua gây mất máu. 5. Kiêng quan hệ vợ chồng. Trong một số trường hợp, chị em ra huyết do thực hiện thủ thuật nên đợi khoảng 48 giờ sau hẵng giao hợp. Bên cạnh đó, sau khi xuất viện, chị em có thể gặp phải một số tác dụng phụ như căng to bụng, tiểu ích, cảm giác nặng ở buồng trứng. Tuy nhiên, chị em không nên quá lo lắng vì nó sẽ nhanh chóng qua đi. Ngoài ra, chị em có thể uống nhiều nước để cải thiện tình trạng này. Thế nhưng, nếu các triệu chứng này ngày càng nặng, kèm với những biểu hiện buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chị em cần quay lại cơ sở y tế mà bạn đã thực hiện phương pháp này để được các bác sĩ theo dõi và can thiệp kịp thời. Hy vọng rằng, những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các chị em trong quá trình thực hiện phương pháp IUI. Xin chào và hẹn gặp lại chị em trong những video tiếp theo. Like, đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo xem những video bổ ích mới nhất nhé. Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy bình luận hoặc gọi đến hotline 0987 628806, chuyên gia sức khỏe sẽ giúp đỡ bạn.